Một cựu binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ đã được nhận diện là tay súng đã bắn chết 3 nhân viên cảnh sát và gây thương tích cho 3 người khác sáng hôm 17 tháng 7 tại thành phố Baton Rouge, bang Louisiana ở miền nam nước Mỹ, một thành phố vốn đã căng thẳng tiếp theo sau vụ cảnh sát bắn một người đàn ông da đen ở cự ly gần trước đây trong tháng. Các giới chức quân sự cho biết Gavin Long đến từ Kansas City, bang Missouri vào đúng ngày sinh nhật thứ 29 của mình. Ông ta là người đàn ông vũ trang bịt mặt đã nổ súng vào các nhân viên cảnh sát bằng một khẩu súng trường tấn công. Đương sự từng phục vụ trong lực lượng thủy quân lục chiến từ năm 2005 tới năm 2010 với cấp bậc trung sĩ. Ông Long được triển khai sang Iraq trong thời gian từ năm 2008 tới năm 2009. Những phần viết lan man trên mạng Twitter cho thấy ông Long miêu tả bạo lực như là câu trả lời cho điều mà ông ta cho là sự đàn áp đối với người Mỹ gốc châu Phi. Ông Long bị giết trong một vụ chạm súng với cảnh sát sau khi bắn chết 2 nhân viên cảnh sát là Montrell Jackson và Matthew Gerard và một cảnh sát viên thuộc văn phòng cảnh sát trưởng khu vực Đông Baton Rouge là Brett Garafola. Một nhân viên cảnh sát thứ tư, một phó cảnh sát trưởng đang trong tình trạng nguy kịch sau khi được phẫu thuật khẩn cấp. 2 cảnh sát viên khác nữa đang được điều trị tại bệnh viện vì những vết thương không nguy hiểm tới tính mạng. Trung tá Mike Edmondson, người đứng đầu ngành cảnh sát tiểu bang, cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành với rất nhiều yếu tố thay đổi không ngừng.